Tín hiệu với Sam, đây chính là thú cưng mới của tôi. Dễ thương không? Cưng mới hả? Đúng rồi. Dễ thương hả? Dễ thương mà. Dễ thương chỗ nào mà dễ thương? Nhìn thấy ghê quá à. Trời ơi, cái con này nó dễ thương mà. Nhìn nó giống cái cục, cục gì? Tào lao nói bậy đúng không? Cục gì tao nói bậy vậy bà nội? Cục sô-cô-la. Trời ơi, tôi chưa kịp nói cục gì chứ, cho bà nghĩ giống cục gì? Bà nghĩ bà nghĩ cái gì? Ông nghĩ á, tôi tưởng ông nghĩ. Trời ơi. Trời ơi. Ủa là hôm nay mình nhận cái cục này mình nuôi hả? Đúng rồi, hôm nay mình sẽ nuôi cái con này nha bạn nha. Và chào mừng tất cả các bạn đã đến với tựa game Thừng Nhận Nuôi Bầu. Sao cái con này nhìn nó liếc mình hoài vậy, thấy ghê quá vậy? Thì nó thích mình cho nên nó mới liếc mình á. Bây giờ mình vô mình chơi thử coi mình sẽ nuôi con này như thế nào nha các bạn nha. Let's go. Rồi ok mấy ní, hiện tại thì mình đã bắt đầu game rồi đây. Và chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại chúng ta đang có mặt ở trong một cái ngôi nhà. Nhìn cũng khá là giàu đó. Nhìn nè, có tủ, có tivi, cái kiểu bàn ghế rồi kiểu nào. Mà tụi mình giàu vậy, tụi mình nuôi cục đá vậy hả? Cái này đâu phải cục đá, tôi đã nói rồi, cái con này là cái cục cái cục sô-cô-la. Cục sô-cô-la mà bà nghĩ cái gì vậy? Sô-cô-la hả? Trời ơi, tôi chưa có ai nuôi cục sô-cô-la hết trơn luôn á. Trời ơi. Ê, hình như nó đói rồi kìa đúng không? Đúng rồi, nó hiện lên hình cái đùi gà là nó đang đói đó. Mà bà nhìn mặt nó đi, nhìn nó dễ thương mà. Đây, từ để tôi vô. Tôi vô, tôi lấy đồ ăn cho nó nè. Nó ăn, chắc nó đồ ăn trong đây đúng không? Gì vậy? Nhầm. Trời ơi, đồ ăn rồi. Nhà tôi ghim đó nha. Cái ông này rốt cuộc là nuôi cục gì tôi không biết à. Đây, đồ ăn ở trong này nè. Bây giờ mình sẽ lấy đồ ăn ra, mình đem ra cho nó. Hả? Đùi gà mà, nó ăn đùi gà mà. Yên tâm đi, con này nó dễ ăn lắm, cái gì nó cũng ăn hết nè. Đó, thấy không? Nó ăn hết. Ơi mà bới nó mệt quá, bới nó quăng vô đây cho tự ăn đi rồi. Muốn ăn gì ăn nha. Đây nè, lấy chuối nè, ăn cà rốt đi cho đỡ mập. À không, cái này là cà chua chứ phải cà rốt nha. Ê con này dễ thôi quá ha, ăn gì ăn lấy luôn, đưa gì ăn lấy luôn. Đúng rồi, nãy mà bà cho tôi vô toilet tôi lấy cái cục ở trong bồn cầu á, nhiều khi cũng ăn luôn á. Ghê quá à. Ê mà nó giống đậu nha, đậu đưa gì ăn lấy luôn. Đúng rồi, rồi bây giờ nè, sau khi nó ăn xong thì nó sẽ bị dơ nữa bạn, không biết nó ăn gì mà nó dính mấy cái hạt này nè. Bây giờ mình sẽ đem nó đi để mình tắm cho nó nha. Đó mình sẽ hả? Đặt nhẹ nhàng thôi. À để nhẹ nhàng thôi đúng không? Rồi để nhẹ nhàng. Ê, xin lỗi, để nhẹ nhàng nè. Rồi, đó rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nước trà mình xịt nó nè. Vô người ta nói trà xà bông vô kìa, từ từ để mình xịt nước cho nó ướt đã rồi mình mới trà xà bông vô chứ. Sammy bình tĩnh nào. Đây nè, lấy cục xà bông. Ây da, sao mình chọi cục xà bông vô mặt nó. Ây da, tôi chọi vô mặt nó hoài vậy. Đừng để cho nó ăn nha, con nghi con này nó ăn luôn á. Đây đây, trà nè, trà nè, trà nè, trà 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 trà. Ông nuôi thú cưng hay cái gì vậy? À, tôi nuôi thú cưng mà, tôi trà cho đó. Sạch sẽ nè. Bây giờ tôi sẽ tưới nước cho nó. Đó. Ồ. Ok, xong. Rồi xong, tắm đêm bị bệnh mấy bạn ơi. Ủa nó bị gì vậy? Nó bị gì vậy? Bị bệnh, bị cảm. À là nó đang bị cảm lạnh đúng không? Chắc đúng là rồi. Do là mình đang tắm cho nó vào buổi tối á bạn, cho nó bị cảm lạnh nè. Mấy bạn không được tắm khuya nha. Ok, bị cảm lạnh đúng không? Không sao hết. Đây để anh xíu nha. Mở cái lò vi sóng ra. Bỏ gì vô. Vậy? Nhét vô. Ủa đâu rồi? Ủa đâu rồi? Ôi. Ủa đâu rồi? Thử ở ngoài quá nó đi đâu không? Ủa? Ê chết rồi, Sammy, hình như tôi lỡ quăng bao nhiêu trong cái lò vi sóng rồi. Trời ơi, thử ngoài quá nó có ở đâu không? No. Trời ơi, lỡ trong phòng tắm, không tắm coi ông này tào lao, sợ núi gì kỳ quá vậy. Trời ơi, phòng tắm coi nó không có trong đây luôn. Nó có trong đây không? Nó không có ngoài cửa. Nó có trong đây không? Không có ở đây luôn rồi, xong trời rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời, thôi không sao đâu, nó chỉ là cục sô-cô-la thôi mà. Tủ lạnh coi nó có nhét cái này không? Nó có chui vô tủ lạnh đâu, không có. Hình như là nó bị văng đâu. Văng ra ngoài. Thôi, chơi từ đầu nha bạn nha, chơi từ đầu, chơi từ đầu. Sợ, tức ghê đúng không? Tôi đang tức nè, thấy không? Tôi đang tức nè. Thôi không sao đâu mà, đây nè, bâu nè. Đó, thật ra bâu chính là một cái cục sô-cô-la nha các bạn. Cho nên là bâu không sao nha, bâu hồi sinh được đó. Okay. Rồi, lấy, cho nó ăn đồ ăn nè, đó. Ăn đi. Rồi đó. Ăn đi. Rồi. Chưa ăn no nữa hả? Cho thêm miếng pizza nè. Rồi, đó. Giờ hầy đi tắm nè. À khoan từ, để đóng cửa tủ lạnh này đã, không thôi là mà mất tiền điện đó. Đó. Ok. Đồ ăn nó thiêu nữa. Rồi, bây giờ đem nó vô tắm nè. Thôi ngồi trên đây tắm. Đúng cho rồi. Dễ. Rồi ngồi đây nha. Sao bự nhanh chứ vậy? Rồi, xịt nước nè. Rồi. Rồi xong, lấy cục xà bông trà nè. Đó, trà. 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 Trà nó bay lên trời. Trà, trà. Thì phải trà kỹ chứ. Rồi ok. Rồi. Xịt nước nè. Ồ. Rồi, xong. Đã chưa, đã chưa. Nó suy bệnh đó. Rồi để đó luôn. Ở đây. Để đây luôn rồi. Hả? Rồi. Mở cửa trên này, cái này là cái chỗ quầy thuốc đó. Cái này hả? Đúng rồi. À, có bình thuốc vậy giờ mình cho nó uống thuốc đúng không? Thuốc, đứng lên. Wow, ơi. Thuốc gì nhìn giống xì tinh quá vậy. Uống đi. Rồi.
Ê, uống thuốc cái tịnh luôn. Ủa rồi, nó uống thuốc xong vậy nó hiện lên trái banh. À, nó đòi chơi đá banh. Đúng rồi. Rồi, ủa nhưng mà khoan từ nha, nó không có chân, nó không có tay, sao nó đá banh được ta? Ai biết. Gì kỳ vậy? À không, chắc là nó muốn làm trái banh cho người ta đá đó, kiểu suốt vậy nè, đó. Ê, đúng không? Không, nó muốn trái banh nhưng mà là ông đá đó. Trời ơi. Không, tại vì là nó hình tròn nha, tôi tưởng nó muốn làm trái banh. Rồi ok, vô đây ngồi đi con. Kìa, muốn làm Ronaldo Messi đó. Nó chế banh chơi đó hả? Cười. Nè, chọi nè. Bụp nè, vui chưa? Bụp nè, vui chưa? Chắc nó vui lắm ha, sao ha? Ủa sao vui hả? Nó có vui không vậy? Coi mặt cái mặt trời nè, đó, vui mà. Sao nó vui vậy? Bà thấy nó cười không? Nó cười nè, nó vui nè. Rồi, lượm trái banh nè. Trời nè, đó. Rồi, ok. Wow, mình trội banh mà nó buồn ngủ luôn các bạn ơi. Đó, ok. Quá trời luôn. Rồi, nói chung là cái con thú cưng này là một con thú cưng rất là độc lạ Bình Dương nha các bạn nha. Chỉ có ở Bình Dương mới nuôi này thôi đó. Một quê tôi ở Bình Dương đó. Đưa bao đi ngủ nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đem nó cho nó lên giường nè. Cái này cái giường ở đó đúng không? Đúng rồi, tắt đèn. Tắt đèn nè, rồi ok. Nó ngủ luôn nè. Rồi mình cũng đi ngủ luôn đi. Đó đây. Rồi, sáng rồi, bây giờ chúng ta... Ủa, từ từ, có ai nhấn chuông kìa phải không? Từ từ, để ra mở cửa coi. Ai hả vậy? Cái gì? Hãy đưa bâu ra khỏi giường hả? Trước, đưa bâu ra giường trước đã. Rồi ok bâu nha. Rồi bâu qua đây nha, bâu ngồi đây chơi, để anh xíu nha bâu. Rồi ngồi đi. Mở cửa. Rồi. Cửa gì đây? Oh my god. Ui. Một người bạn mới. Hồi sáng nay tôi mới vừa nhận được bâu, bây giờ tôi nhận được thêm con này nữa, dễ thương nha. Wow, hai anh em nè, ngồi hai anh em nè. Trời ơi, quá đáng yêu luôn. Ok. Bây giờ mình phải làm gì tiếp ta? Đi shopping mua đồ cho không, hai con này hả? Cho hai con này ăn. Đói kìa, thấy cái hình à, con này đói đúng không? Rồi đi theo anh. Rồi. Ngồi đây nha, anh lấy đồ ăn cho nha. Nhỏ gọn dễ thương quá. Rồi, ăn nè. Ủa còn con kia sao không cho ăn hả? Có chứ, phải cho ăn chứ, nhưng mà từ mình cho con này ăn trước đi. Chia ra. Rồi, nồi nè. Rồi. Sao nó biết đi vậy? Ủa sao nó biết di chuyển nó ngoài cửa vậy? Rồi mà sao nó nhìn mình nó không được vui lắm nha. Tôi khó chịu nha, tôi thấy khó chịu bây giờ. Sao mình thấy con này nó vui mà nhìn con này nó không được vui lắm ha. Kỳ á. Nè ăn đi con. Vui chưa? Chắc nó ăn hồi nó vui á. Nè ăn hết đồ ăn trong tủ luôn, tôi hết đồ ăn luôn rồi sao. Rồi. Mình ăn cái gì? Không sao, tí nữa mình đi siêu thị mua đồ ăn sau. Bây giờ mình đem hai con này qua cho nó chơi nè. Rồi con nhỏ đâu? Đây con nhỏ đây, đem con nhỏ qua cho hai con nó chơi với nhau. Trời bạn nó dễ thương, hả? Nó dễ thương hiểu không? Chế banh đầu ta. À đây chế banh dính tường nè. Rồi. Trời nè, vui rồi. Chưa? Con chọi quá, đừng chọi. Sam muốn coi tôi biểu diễn tuyệt chiêu không? Coi nè. Trời nè, ghê không? Đứng xa mà chọi được luôn á, ghê không? Gì vậy, thôi đi shopping về hết đồ ăn rồi. Không, cái này là mình phải chơi với hai con này. Đúng không? Chơi vừa thôi, nhỏ chắc nó bụng rồi, đừng chơi dữ quá. Trời ơi, nó chỉ là cái cục sô cô la thôi mà, sao yên tâm đi mà, nó không biết mệt đâu. Đó, rồi chơi với nó nè, rồi giờ nó mệt rồi đó. Rồi đi shopping đi đó. Giờ là mình nhận đồ. Mình giờ là anh đi shopping nha, anh mua đồ ăn cho hai đứa ăn nha. Ừ, ở nhà nha. Ok, đi. Rồi đó, giờ mình đi shopping. Ok. Trời ơi. Chắc đi shopping về là nhiều đồ ăn lắm nè. Wow. Ui. Wow, bâu ra ngoài cửa chờ mình. Đó, trời ơi, dễ thương quá, xoa đầu cái nè. Ok. Rồi, con này nó lặng lẽ quá đi. Bây giờ mình sẽ bỏ đồ ăn vô tủ lạnh. Rồi để đây, đóng tủ lạnh lại. Ủa được luôn hả? Đó, được luôn này thấy không? Đó, này nó luôn. Hay cái gì vậy? Tôi chuyên nghiệp mà. Ơi, ra đây để coi con kia đâu ta? Ủa đâu rồi? Cái con vàng nó mất tiêu rồi, nãy mới chơi mà. Giờ con này nó buồn ngủ rồi nè, chắc mình phải đem con này vô cho nó đi ngủ. Nãy thấy có tờ giấy á phải không? Đâu có tờ giấy gì đâu. Có tờ giấy dưới đất vậy, cái gì vậy? À đây hả? Rồi. Gửi cho ba con cái gì, con sẽ bỏ nhà ra đi, ba đừng tìm con nữa, con yêu ba. Chủ gì ghê vậy, cái gì vậy? Ủa sao mình mới vừa nhận nuôi nó mà giờ nó đòi bỏ nhà ra đi rồi sao hả? Gì kỳ vậy? Ủa, hay là nó không thích ông? Không biết nữa chứ. Ủa, tôi nghĩ là phải thích tôi chứ, tôi chăm sóc cho hai đứa nó kỹ quá mà. Trời ơi, thôi kệ đi, đi ngủ. Ngủ đi. Ây à, sao tự nhiên con kia bỏ đi ta? Buồn quá, đêm thứ ba rồi. Rồi ok, trời sáng rồi nè, ra ngoài đây xem thử coi. Ủa mau biết tự đi. Ô cái gì vậy? Ai vậy? Từ trong ánh sáng gì? Từ trong bóng tối hiện ra một gương mặt lạ quá. Ủa trời ơi, nhìn có nọng nó kìa. Sao bâu hôm nay nhìn lạ quá vậy? Ê, bâu khoe nọng đi hả? Khoe nọng hả? Sao khoe nọng quá sao mấy? Còn Phong là nọng Phong to lắm, Phong khoe cái là chèn màn hình đâu luôn đó. Thôi kỳ lắm. Ủa mà nó có gì đây nè? Trời ơi trời, bâu nó liếc mình kìa. Bâu nó liếc mình kìa, sao mà nó liếc mình kìa. Nó liếc y chang tôi luôn rồi nè.
Ơi mình đi qua đây coi, mình đi qua đây. Mình đi qua đây nó lại liếc qua đây. Trời mình ơi. Đi qua bên này nó lại liếc qua bên này các bạn ơi. Trời ơi. Con này nó sao không bảo nó dễ thương mày hãy, chỗ nào? Hãy đưa bầu về giường ngủ hả? À. Từ từ tôi nghĩ là chắc là nó đang thi vậy? Đang vậy thì. Đang vậy thì đó là cái mặt của nó là vậy đó bạn, chứ không gì đâu. Cái này đang vậy thì. Gì hết trơn luôn rồi. Ờ đúng rồi. Trời ơi. Rồi bây giờ là cái gì đây? Ủa cái hộp bí mật gì đây? Ủa. Ủa gì vậy? Tương cà tương ớt gì nữa? Cầm cái bóng đèn hả? Ôi! Con vàng kìa. Hình như tôi mới thấy con vàng nó bị xích lại đúng không? Ồ, ủa là sao? What the hell man? Ủa vậy là vàng đâu có bị bỏ trốn đâu. Oh my god. Ủa. Trời sao nó bự gì vậy? Ủa, nó đưa mình tấm bảng gì nè. Trời đất ơi. Cái này là đồ ăn nè, đi tắm nè, đi chơi nè, đi ngủ nè. Ủa vậy là có nghĩa là bây giờ là mình biến thành nó biến thành mình rồi đó. Ủa là sao bây giờ, nó chăm mình hả? Đúng rồi, bây giờ để coi bấm số 1 coi. Ui, mình bấm số 1 là nó sẽ đưa mình đi qua trời bên nhà bếp. Trời ơi, cái phòng không? Nó cái phòng nó lụn lỗ quá trời luôn. Cái con này nó bự đến nỗi vậy luôn á. Ủa giờ là nó sẽ đưa mình qua đây nhà bếp. Ờ, bây giờ mình làm số 2 thử đi vòng quanh cái nhà thử coi. Có gì xung quanh đây mở được không? Cái gì có gì đây? Cái này là gì đây? Số 3 về phòng trời chơi coi. Trời ơi, ông thấy cái nhà mình không có lụng lỗ quá trời kìa. Ủa mà sao nó lụng cái lỗ vậy? Thì nó bự, nó béo đi, nó lụng cái à, lỗ. À, nó phải mở rồi cho nó đủ để cho nó chui qua hả? Trời đất ơi, đúng rồi. Trời đất ơi là ủa trời. Rồi bây giờ mấy cái này mình có lụm được không? Gì đây, nó nói nhiệm vụ là mình phải fix. À, khoan, hình như là lắp cái này vô đây nè. À, tôi biết rồi, con này không phải là con thú cưng của ông rồi. Con này là con yêu quái rồi. Bây giờ nhiệm vụ mình nó thoát khỏi chỗ này Phong ơi. Tôi nghĩ là bây giờ mình phải muốn thoát khỏi chỗ này, mình phải dụ con này đi chỗ khác để mình thoát khỏi con này. Đó. Mà nó đứng đây nhìn mình hoài vậy sao mà mình dụ đi chỗ khác được? Thì mình ném banh đi, tôi thấy có nhiệm vụ á, ném banh. À là mình chọi trái banh ra chỗ khác hả? Rồi, đi lượm banh đi con. Đi lượm banh đi con, đi lượm đi. Ồ nó đi lượm thiệt kìa. Làm. Rồi ghê quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy bà nội? Gì bà nội? Trời ơi, giúp mình bà nội. Trời ơi, nó ghê quá. Trời ơi, trời ơi, bây giờ mình chọi bánh nè. Rồi đi lượm đi bánh đi con. Thôi đi lượm giùm đi bà. Đi lượm giùm đi. Ủa, trái banh bay vô đây nhanh quá vậy? Trời ơi, tôi biết rồi. Bây giờ con này nó không muốn chơi với mình. Bây giờ con này đang đói. Tôi nghĩ bây giờ ông phải đi gọi điện thoại, đặt hàng. Từ từ, nhưng mà mình phải lắp cái xe xong đã. Đây nè, chọi lại lần nữa nè. Rồi đi lượm giùm anh trái banh đi con. Đi lượm giúp đi mà, giúp cái đi rồi. Nha. Đi, cậu nó đi. Đó. Ê, đây, mình đang lắp cái xe này đúng không? Rồi, đúng rồi, lắp cái xe rồi. Rồi, ok. Rồi xong rồi. Ô, nó quay lại. Rồi. Cái nhiệm vụ tiếp theo là mình là find the way to escape, có nghĩa là bây giờ tìm cách để thoát khỏi chỗ này. Đó. Tìm cách thoát khỏi chỗ này hả? Đúng rồi. Vậy mình thử đi qua bên phòng ngủ coi. Ờ. Bên phòng ngủ ấy có gì không? Tôi nghĩ là phòng ngủ có cách thôi, nhưng tôi nhớ phòng ngủ có cái điện thoại hay sao không? Mình qua bên đó. À, vậy là mình lấy điện thoại mình gọi công an, đúng không? Ôi, không. Bây giờ cái con này nhiều lúc nó là còn ăn thịt công an luôn. Bây giờ mình phải tìm cách. Con này rất ham ăn đúng không? Mình sẽ gọi là người giao hàng đồ ăn. Đó. Ủa, người giao hàng đồ ăn để làm gì? Để lúc nó mở cửa ra nó lấy đồ ăn, hiểu không? À, nó lấy đồ ăn xong mình sẽ chạy hả? Đúng rồi. Pizza thì tới trong vòng 30 giây nữa. Bây giờ dụ nó tới cái phòng số 3 đi. Phòng số 3 hả? Để mình đi, đúng rồi. À, là bây giờ mình đến đó mình lấy cái xe xong mình chờ người ta giao pizza đó xong mình tông cửa mình chạy. Đúng rồi. À. Rồi, nó mở cửa ra là mình chạy luôn bạn. Cái con ham ăn lắm. À, ok, rồi. Hiểu. Rồi, ok, chuẩn bị nha. Ờ, giờ này khỏe không bạn? còn mình thì mình khỏe lắm. Ui, cái gì vậy? Nó đi rồi. Đi nhanh Phong ơi. Lên xe. Leo không được. Ủa? Ui gì vậy? Tôi mới nghe tiếng ai la thì phải. Ui leo xe. Như nó bắt cái ông pizza rồi Phong ơi, chết rồi. Vậy nó bắt cái ông giao pizza hả? Ồ. Từ chạy đã. Ú. Đâu mày cửa. Mày cửa đi. Ui. Trời ơi. Rồi xong con này. Rồi xong cô ơi nó. À da, đừng lại gần tôi. Nó ghê quá vậy. Đừng lại gần tôi. Cái con này bây giờ nó tiến hóa thành cái con gì, nó không phải là cái con thú cưng ông. Đừng lại gần tôi. Ủa đây thú cưng ông đúng không? Này là thú cưng tôi vậy, này thú cưng của ai không phải của tôi á. Thì có giật các bạn ơi, không phải là bao hồi xưa nữa, bao hồi xưa dễ thương lắm. Ui giờ sao đây, từ từ giờ chạy đâu? Bây giờ không biết, trời ơi. Ủa, à, bật bếp ga, hình như cho nó nổ cái gì á. Ủa, có cái gì trong tủ kìa. Quạt kim nè. Ôi, ôi, nổ đi, nổ. What the hell. Trời ơi, không được rồi, Sám ơi, này mình phải làm nhanh hơn. Hồi nãy là bọn mình chậm quá, hiểu không? Đây nè, làm lại nè. Bây giờ mình phải đốt con ngôi nhà này hả? Mình phải gọi sao ta, bật bếp ga lên. Đó, sau đó mình sẽ đốt con quái vật này, hiểu không? À, ok, đốt con quái vật này. Bật bếp ga nè, lấy hộp quạt kim nè. Rồi, nó vô kìa. Từ. Qua đây mày. Rồi. Rồi. Chạy đi, xe. Cái xe chạy đi. Cái xe.
Cái xe chạy rồi, chạy rồi. Cái xe nó nâng mình lên luôn rồi kìa. Ui. Tiêu diệt con yêu quái rồi. Ủa giờ có nghĩa là mình đốt cái nhà này là con yêu quái sẽ bị tiêu diệt luôn hả? Đúng rồi, vì này, tại vì đây là cái ngôi nhà bị ám đó Phong ơi. Ok mấy ní, nói chung là ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã cùng nhau vượt qua được một cái tựa game. Nó hơi độc lạ bên dưới xíu. Là đừng có nuôi một cái cục sikula. Đừng nuôi bao. Thật lịch sự đi đó. Trời đất ơi. Đúng rồi. Tại tôi thấy nó nhìn giống cái cục cục sikula. Trời ơi, tôi nói cục sikula mà Sam tôi nói gì. Ok bạn. Vậy là coi như ngày hôm nay mình với Sammy đã cùng nhau trải nghiệm được một cái tựa game mà đang rất là hot ở trên YouTube luôn. Và bạn thấy tựa game như thế nào, đừng quên comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và nếu bạn nào mà muốn mình với Sammy tiếp tục làm thêm những tựa game khác nữa, đừng quên lại nhấn nút like video này để tạo động lực cho mình và Sammy chơi tiếp những tựa game khác nha. Còn bây giờ thì nghĩ video này cũng rất là dài rồi, chứ mình sẽ kết thúc video tại đây. Tôi chơi xong game này tôi sang chấn tâm lý quá. Con này nhìn thấy ghê quá. Đúng rồi. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video sau nha. Tạm biệt. Bye bye.